À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào các em, cô rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình tiếng Anh lớp 6 bộ sách kết nối. Trước khi chúng ta bắt đầu các bài học của chương trình, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là bộ sách kết nối của chương trình tiếng Anh lớp 6 sẽ bao gồm những nội dung gì nhé. Đây chính là các nội dung mà chúng ta sẽ cùng nhau học trong chương trình học kỳ 1 của tiếng Anh lớp 6 kết nối. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát trang số 2. Đây chính là phần nội dung giới thiệu. Như vậy, các em có thể thấy rằng trong học kỳ 1 này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua 6 units, tương ứng là 6 chủ đề. Unit 1, my new school. Unit 2, my house. Unit 3, my friends. Sau 3 unit đầu tiên, chúng ta sẽ có review 1 để giúp chúng ta củng cố lại các kiến thức mà mình đã học. Tiếp theo, ta đến với 3 units còn lại. Đó là Unit 4, My Neighborhood. Unit 5, Natural Wonders of Vietnam. Unit 6, Our Tet Holiday. Và sau 3 unit còn lại này, chúng ta vẫn sẽ có một phần review để giúp chúng ta ôn tập lại. Đó là nội dung chính của chương trình tiếng Anh học kỳ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với Unit 1, My New School, trường học mới của tôi. Trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là Unit số 1 này sẽ bao gồm những nội dung gì nhé. Đầu tiên, đối với phần từ vựng, chúng ta sẽ được học các từ vựng về đồ đạc tại trường học và một số các hoạt động. Ngoài ra, ta còn được học các động từ play, do, have và study đi với các danh từ như thế nào, theo quy luật gì. Đối với phần phát âm, chúng ta sẽ được học hai âm, đó là âm o và âm a. Về mặt ngữ pháp, ta sẽ được học về thì hiện tại đơn và các trạng từ chỉ tần suất. Đối với các kỹ năng, chúng ta sẽ học kỹ năng đọc về trường học, nói về dạng trường mà một ai đó muốn theo học, nghe về các hoạt động ở trường và viết một đoạn văn về trường học của ai đó. Đối với phần Everyday English thì chúng ta sẽ tập trung vào việc là giới thiệu một ai đó. Và ở trong video ngày hôm nay, ta sẽ đến với bài học đầu tiên trong Unit 1, đó là phần Getting Started, A Special Day, một ngày đặc biệt. Phần Getting Started ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm có 5 bài tập, 5 hoạt động. Và chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay với hoạt động số 1. Listen and read. Hãy nghe và đọc. Đây chính là nội dung hoạt động số 1 của chúng ta. Trước tiên, mình sẽ cùng nhau quan sát bức hình nhé. Ở bức hình này, chúng ta có thể thấy rằng đây là quang cảnh ở nhà, đúng không nào? Một bạn nam thì đang đứng ở cửa và tiếp hai bạn học sinh khác. Vậy bây giờ để biết được ba bạn học sinh này là ai và họ sẽ nói chuyện về nội dung gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung đoạn hội thoại của sách giáo khoa phía bên trái. Chúng ta quan sát sơ qua thì thấy ba bạn học sinh của chúng mình đó là bạn Phong, bạn Vi và bạn Duy. Vậy thì bây giờ các bạn hãy chú ý quan sát vào nội dung cuộc hội thoại này. Cô sẽ bật đoạn băng ghi âm mẫu của sách giáo khoa. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe và đọc nhé.
Unit 1. My new school. Page 6. Getting started. A special day. Activity 1. Listen and read. Hi, V. Hi, Fang. Are you ready? Just a minute. Oh, this is Zui, my new friend. Hi, Zui. Nice to meet you. Hi, Fong. I live near here, and we go to the same school. Good. Your school bag looks heavy. Yes, I have new books, and we have new subjects to study. And a new uniform, Zui. You look smart. Thanks, Fong. We always look smart in our uniforms. Let me put on my uniform. Then we can go. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau nghe và đọc nội dung cuộc hội thoại giữa ba bạn học sinh. Và bây giờ cô sẽ giúp chúng mình dịch cuộc hội thoại này sang tiếng Việt nhé. Chào Vi. Chào Phong. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chỉ một phút thôi. À, đây là Duy, bạn mới của tớ. Chào Duy, rất vui được gặp bạn. Chào Phong, mình sống ở gần đây và chúng ta học cùng trường đấy. Tốt rồi. Này, cặp của cậu trông có vẻ nặng. Đúng rồi, mình có nhiều sách mới và chúng ta cũng có nhiều môn học mới để học. Và một bộ đồng phục mới nữa Duy à, trông cậu thật thông minh. Cảm ơn Phong. Chúng ta trông đều rất là thông minh trong bộ đồng phục mới. Để tớ mặc đồng phục, rồi sau đó bọn mình có thể đi. À như vậy, nội dung của hội thoại này là nói về ba bạn học sinh đang chuẩn bị để đến trường. Các bạn ấy chuẩn bị đến một ngôi trường mới, chuyển từ cấp tiểu học sang cấp trung học cơ sở, phải không các em? Vừa rồi thì chúng mình cũng đã tìm hiểu xong nội dung cuộc hội thoại giữa ba bạn học sinh này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động số 2, áp dụng những nội dung mà ta được tìm hiểu trong hoạt động số 1 để hoàn thành hoạt động số 2 các em nhé. Yêu cầu của hoạt động số 2 là read the conversation again and tick true or false. Hãy đọc lại đoạn hội thoại và tick đúng hoặc là sai. Phía bên dưới chúng ta có tất cả là 5 nhận định và nhiệm vụ của chúng ta là dựa vào nội dung của hội thoại của bài tập số 1 để quyết định xem là các nhận định này đúng hay là sai và tick vào các cột phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem các nhận định của bài tập số 2 là gì đã nhé. 1. Vi, Phong and Duy go to the same school. Vi, Phong và Duy thì học cùng trường. 2. Duy is Phong's friend. Duy là bạn của Phong. 3. Phong says Duy looks smart in his uniform. Phong nói rằng Duy trông thông minh trong bộ đồng phục của cậu ấy. 4. They have new subjects to study. Họ có các môn học mới để học. 5. Phong is wearing a school uniform. Phong đang mặc đồng phục của trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại đoạn hội thoại và kiểm tra nhé. Nhận định đầu tiên trong bài tập số 2 nói rằng Vi, Phong và Duy học cùng trường. Để kiểm tra xem câu này đúng hay sai, chúng ta sẽ nhìn cho cô vào câu I live near here and we go to the same school. Tôi sống ở gần đây và chúng ta học cùng trường. Đó là lời nói của bạn Duy. Như vậy, Vi, Phong và Duy học cùng trường là một nhận định đúng.
chúng ta sẽ tích vào cột true cho câu số 1 nhé. Mình cùng nhau đến với câu số 2 nào. Câu số 2 nói rằng Duy là bạn của Phong. Theo các em, câu này có đúng không? À, đây là một nhận định sai. Bởi vì sao nhở? Bởi vì bạn Duy là bạn của bạn Vi. Oh, that is Duy, my new friend. Oh, đây là Duy, bạn mới của mình. Vậy thì nhận định số 2 chúng ta sẽ tích false. Nhận định số 3, Phong nói rằng Duy trông thật thông minh trong bộ đồng phục của cậu ấy. Để biết được nhận định này đúng hay là sai thì chúng ta sẽ nhìn vào cái câu của bạn Phong, đúng không nào? Nhìn vào câu bạn Phong nói về đồng phục của bạn Duy. Và đó là câu And a uniform, Duy, you look smart. Và một bộ đồng phục mới gì à, cậu trông thật thông minh. Như vậy, thông tin trong nhận định số 3 là đúng. True. Câu số 4. Họ có các môn học mới để học. Để biết được nhận định vừa rồi đúng hay sai, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào câu And we have new subjects to study. Và chúng ta có các môn học mới để học. Vậy là thông tin trong nhận định số 4 đã đúng rồi phải không các em? Chúng ta tích true cho nhận định số 4 này nhé. Và bây giờ mình sẽ đến với câu cuối cùng. Number 5. Phong is wearing a school uniform. Bạn Phong đang mặc đồng phục của trường. Để biết được câu này đúng hay sai, chúng ta sẽ nhìn vào phần cuối của đoạn hội thoại. Cụ thể, trong lời thoại cuối cùng của bạn Phong, bạn ấy nói rằng Let me put on my uniform. Hãy để mình mặc đồng phục đã. Như vậy, điều đó có nghĩa là gì? Là hiện giờ bạn ấy đang không mặc đồng phục. Ngoài thông tin của đoạn hội thoại ra, chúng ta cũng có thể dựa vào bức hình. Nhìn vào bức hình này, chúng ta thấy chúng ta thấy bạn Duy và bạn Vi đang mặc đồng phục và đến nhà để gọi bạn Phong đi học. Và bạn Phong thì đang trong bộ trang phục tại nhà, đúng không nào? Vậy thì không cần dựa vào lời thoại. Nếu như bạn nào tinh ý, chúng ta cũng có thể phát hiện ra ngay đáp án của nhận định số 5 trong chính bức hình này đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tích false cho nhận định số 5. Vậy là mình đã cùng nhau hoàn thành xong toàn bộ các yêu cầu, các nhận định của hoạt động số 2 này rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 3 nhé. Yêu cầu của hoạt động số 3 là Write one word from the box in each gap. Hãy viết một từ từ trong hộp vào mỗi ô trống. À, như vậy đây là một bài điền từ vào ô trống và các từ thì đã được cho sẵn trong hộp. Chúng ta có 5 từ: go, đi, wear, mặc, subjects, các môn học, uniforms, những bộ đồng phục, has, có. Và phía bên dưới chúng ta có 5 câu, 5 cuộc hội thoại nhỏ cần hoàn thành. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào câu số 1 nhé. Students dot 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 their uniforms on Monday. Các học sinh thì làm sao đó những bộ đồng phục của họ vào thứ hai. À, trong câu này chúng ta cần thiếu một động từ và động từ này sẽ mang nghĩa là mặc, đúng không nào? Vậy thì câu số 1 ta sẽ chọn từ wear.
các học sinh mặc đồng phục vào thứ hai. Question number 2. Câu hỏi số 2. V dot 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 a new friend Z. V làm sao đó một người bạn mới là Z? À, V có một người bạn mới là Z. Ta sử dụng từ has. Tiếp theo, chúng ta đến với câu số 3. Đây là một cuộc hội thoại ngắn. Do Phong, V and Z dot 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 to the same school? Phong, V và Z làm sao đó cùng trường hay không? Yes, they do. Có, họ có. Ở trong câu số 3 này, chúng ta cần thiếu một động từ cho câu hỏi. Và động từ đó đương nhiên sẽ là go. Chúng ta đã gặp cái cụm từ này ngay trong hoạt động số 1 rồi, đúng không nào? Go to the same school là đi học cùng trường. Câu số 4. Students always look smart in their... Các học sinh thì luôn luôn trông rất là thông minh trong cái gì đó của họ nhỉ? À, trong bộ đồng phục của họ. Ô trống trong câu số 4, ta sẽ sử dụng từ uniforms. Chúng ta nhớ đuôi S ở trong từ này nhé. Tiếp theo, câu hỏi số 5. Đây lại là một cuộc hội thoại ngắn. What do you like to study? I like to study English and history. Môn học nào mà bạn muốn học? Tôi thích học môn tiếng Anh và môn lịch sử, đúng không nào các em? Ô trống trong câu hỏi số 5 này, hãy sử dụng cho câu từ subjects. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cả 5 ô trống trong hoạt động số 3 rồi. Mình sẽ cùng nhau dịch lại toàn bộ 5 câu này trước khi chúng ta đến với các hoạt động khác nhé. 1. Các học sinh mặc đồng phục của họ vào thứ hai. 2. Vì có một người bạn mới là Z. Câu số 3. Phong, Vi và Duy đi học cùng trường có phải không? Đúng vậy. Câu số 4. Các học sinh luôn trông rất thông minh trong bộ đồng phục mới của họ. Câu số 5. Bạn thích học các môn học nào? Mình thích học môn tiếng Anh và môn lịch sử. Và đó là nội dung của hoạt động số 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 4. Yêu cầu của hoạt động số 4 như sau. Match the words with the school things, then listen and repeat. Hãy nối các từ với các đồ dùng. Sau đó nghe và nhắc lại. Phía bên dưới chúng ta có 6 bức hình tương ứng với 6 từ vựng về các đồ dùng học tập. Bức hình số 1, đây là chiếc cặp sách. Và cặp sách của chúng ta trong tiếng Anh đó là school bag. Ta sẽ nối từ này với số 1. Tiếp theo, số 2 nào. À, đây là cái compa chúng ta dùng để vẽ hình tròn, đúng không nào? Và từ compa ở trong tiếng Anh nó là compass. Compass. Tiếp theo, bức hình số 3. Đây là cái gọt bút chì. Và gọt bút chì trong tiếng Anh nó là một cụm danh từ, pencil sharpener. Gọt bút chì. Tiếp theo, bức hình số 4, đây là một
cục tẩy. Và cục tẩy trong tiếng Anh của chúng ta là rubber. Rubber. Bức hình tiếp theo, bức hình số 5. Đây là một chiếc hộp đựng bút. Chúng ta có pencil case. Pencil case, hộp đựng bút. Và bức hình cuối cùng, một chiếc máy tính, calculator. Calculator. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại nghĩa của các từ vựng vừa rồi nhé. Pencil sharpener, gọt bút chì. Compass, cái compa. School bag, cặp sách. Calculator, máy tính. Rubber, cục tẩy. Pencil case, hộp đựng bút chì. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ còn lại là nghe và nhắc lại các từ vựng này. Trước tiên, cô sẽ cho chúng ta nghe một lần toàn bộ 6 từ vựng này nhé. Unit 1. My new school. Page 7. Getting started. Activity 4. Match the words with the school things, then listen and repeat. 1. School bag. 2. Compass. 3. Pencil sharpener. 4. Rubber. 5. Pencil case. 6. Calculator. Vừa rồi chúng ta đã được nghe xong đoạn băng ghi âm mẫu của sách giáo khoa. Bây giờ mình cùng nhau nhắc lại các từ này nhé. School bag, cặp sách. 2. Compass, compa. 3. Pencil sharpener, gọt bút chì. 4. Rubber, cục tẩy. 5. Pencil case, hộp đựng bút chì. 6. Calculator, máy tính. Vừa rồi chúng ta đã được học thêm 6 từ vựng liên quan đến đồ dùng học tập. Các em nhớ ghi chép các từ vựng này vào trong vở ghi của mình và học thuộc chúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động số 5. Yêu cầu của hoạt động này là chúng ta hãy nhìn xung quanh lớp học, viết những đồ vật mà em nhìn thấy vào trong vở ghi của em. Như vậy, nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ được hoàn thành ở trên lớp. Tuy nhiên thì cô gợi ý cho chúng ta là ngoài các đồ dùng học tập ta đã gặp trong hoạt động số 4 thì mình cũng có thể liệt kê thêm một số những đồ vật khác, chẳng hạn như bàn, ghế, bảng, cặp sách hay là quạt, vân vân. Cô nhắc lại một chút một số từ đó cho chúng ta nhé. Ví dụ, cái bàn của mình là table. Đó. Tuy nhiên chúng ta có nhiều bàn ở trong lớp đúng không nào? Vậy thì ta sẽ thêm S. Hoặc là có bàn thì chúng ta sẽ phải có ghế ngồi, chairs. Ngoài ra ta còn gì nào? Bàn, ghế này, quạt đúng không nào? Fan. Quạt. Đó, nếu mà chúng ta có nhiều quạt mình có thể thêm S. Chúng ta có phấn đúng không nào? Chalk. Và phấn thì sẽ đi đôi với bảng đen, blackboard. Vân vân. Chúng ta thấy là
có rất nhiều thứ xuất hiện ở trong lớp học của chúng ta mà mình có thể liệt kê thêm. Vậy thì hoạt động này chúng ta sẽ tự bổ sung khi mà mình làm ở trên lớp nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em đối với bài học. Và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.